3. Giảm lượng muối và đường vào cơ thể. Ăn quá nhiều muối có thể dẫn đến huyết áp cao. Trong chế độ ăn, nên giảm thiểu lượng muối, đồng thời tránh ăn thực phẩm chế biến sẵn. Chú ý lượng muối tinh vào cơ thể. Mỗi ngày lượng muối tinh bé hơn 5g. Ít sử dụng muối trong nấu ăn. Ăn ít thức ăn ngâm chua, tương đậu nành, chao. Chế độ ăn ít đường cũng rất quan trọng. Bệnh nhân tiểu đường nên theo dõi lượng đường trong máu. 4. Vận động nhiều, tích cực tập luyện thể dục thể thao có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã đề nghị mỗi tuần dành 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ trung bình hoặc mỗi tuần dành 75 phút để tập thể dục nhịp điệu cường độ cao. 5. Giảm căng thẳng. Căng thẳng quá mức có thể khiến tăng huyết áp. Đây không phải là một thói quen lành mạnh, ví dụ vấn đề hút thuốc, mất ngủ. Ăn quá nhiều có thể thông qua hoạt động thiền định, massage hay yoga để giảm căng thẳng và lo lắng, duy trì thái độ tích cực và lành mạnh, lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia. Hãy hành động để chăm sóc sức khỏe tim mạch ngay.